cái bảng của mình, nhưng mà thua Thái Lan rồi. Bây giờ nếu mà nay xuất ba dàn cày năm chảo vào Cẩm Thủy Thanh Hóa, Thiệu Hóa Thanh Hóa, cộng với lại một đôi bánh lồng vào Ngọc Lặc Thanh Hóa, tối ngày 14/11/2019, cơ khí cày chảo Vũ Hải, xóm 5 Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Bà con là anh em có nhu cầu sử dụng thì liên xin liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0982 975 256. Này, ra củ cày nó cho đi phụ xa quá. Con này tính đào lâu, thế là bác cơm nước là ra hộ cháu tí. Ba cái bánh lái như nhau đấy. Ừ, ba cái như nhau. Đẹp thế. Đỡ bởi chắc. In cái logo của Vũ Hải vào đây là căng đét.